Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp tục Khanh Béo lại cập nhật một lễ tang của cháu Nguyễn Thanh Tâm. Cháu Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 2004. Cháu hiện tại ở Hải Phòng và trong một thời gian dài lâm bệnh. Mặc dù cháu cũng đã được gia đình đưa tới bệnh viện và các bác sĩ cũng đã hết lòng cứu chữa và gia đình cũng đã tận tình chăm sóc, nhưng vì căn bệnh ung thư quá hiểm nghèo, cháu đã không qua khỏi và đã chốt đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Đây là một sự mất mát rất to lớn, không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình. Kính thưa các quý vị, cả một cuộc đời bố mẹ cháu đã vất vả nuôi cháu cho tới ngày hôm nay, thì cũng chỉ mong sao cháu khôn lớn trưởng thành và sau này sẽ có một mái ấm gia đình như mọi người. Nhưng kính thưa các quý vị, số phận nghiệt ngã đã cướp đi cháu Nguyễn Thanh Tâm, một cô gái 18 tuổi còn quá trẻ, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, thật là ngậm ngùi xót xa. Kính thưa các quý vị và các bạn, giờ phút này là giây phút chia ly vĩnh biệt cuối cùng, người đi kẻ ở, thật là ngậm ngùi xót xa. Đã biết bao nhiêu đêm bố mẹ cháu rồi ông bà anh chị em trằn trọc không ngủ vì lo cho căn bệnh của cháu, và cũng chỉ sợ một ngày nào đó cháu sẽ chốt đi hơi thở cuối cùng và sẽ về với tổ tiên, không bao giờ quay lại với gia đình được nữa. Và cái ngày mà không mong muốn hiện nay đã xảy ra. Cháu Nguyễn Thanh Tâm đã mãi mãi ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại trên đời này bao niềm thương nỗi nhớ. Kính thưa các quý vị và các bạn, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, giờ tiễn đưa đã cận kề, cháu đã phải mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng, an nghỉ giấc ngàn thu. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau để cầu nguyện để tiễn cháu, để cho linh hồn cháu được thanh thản ra đi về cõi Phật, mãi mãi được an nhàn. Kính thưa các quý vị và các bạn, hiện tại là chỉ còn vài phút nữa là tới giờ tiễn đưa. Và mời các quý vị xem video, xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video tiếp theo từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.